So friends, just now I see one question, like after you practice with some courses or some of our courses, then you may have a little bit different mindset, you change your the way you see, then you feel distance with your husband, and you also want your husband based practice the same courses and you have the same life. Và thầy cũng mới nhận được câu hỏi từ một bạn học viên gửi về cho chương trình rằng là sau khi mà bạn tham gia những cái lớp học về tâm linh, lớp học về chuyển hóa, phát triển bản thân thì bạn cũng mong muốn rằng người chồng của bạn cũng có thể tham gia được những cái lớp học như vậy, nhưng mà chồng của bạn không có tin và cũng không có muốn tham gia. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể rút ngắn được khoảng cách giữa bạn và chồng? Friends, everyone cannot meditate. Các bạn yêu quý, không phải ai cũng có thể ngồi thiền. Practicing meditation, practicing self-purification, becoming more responsibility with our own self and always ready to change our perceptions, our views towards the right direction is high standards. We should go through some karma, we should have some clean karma. Then only we can enter into that energy. Otherwise, it's not possible. That's why we cannot bring anyone quickly like that. We can inspire them. We can show them the way again and again, again and again, just like advertisement. All advertisements, what they are doing, they always advertise like this, like this, like this, like this, like this. And you feel familiar with that product. And you, if you want to buy a kind of product, you automatically you buy some that product because it's in your mind. You trust it. Same like that, you can inspire them and they see you, how the way you are changing, the way you became generous, the way you change, the way speak. They are practically seeing you, then what they want. So your action itself will change them and involve them in what you are doing. But at the beginning, never expect, because it's not easy. No one can do that. Và như vậy khi mà chồng của bạn, bạn yêu, bạn cũng kỳ vọng rằng người chồng của mình cũng có thể tham gia thực hành thiền, cũng có thể đi học những cái khóa học tâm linh và bắt đầu học cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Thì đây là một điều, một tiêu chuẩn rất là cao và người đó cũng cần phải đi qua một tiến trình thanh lọc những nghiệp quả cũ thì họ mới có thể chạm được đến cái tiêu chuẩn đó. Và chúng ta có thể học cách, thay vì chúng ta kỳ vọng họ phải thay đổi ngay lập tức, chúng ta hãy truyền cảm hứng cho họ thông qua những hành động của chúng ta. Khi mà họ nhìn thấy sự thay đổi ở chúng ta rất là rõ, khi mà họ thấy chúng ta trở nên an yên hơn, trở nên hạnh phúc hơn, sống trọn vẹn hơn, thì đây là một điều truyền cảm hứng rất là lớn cho họ để họ cũng thay đổi ở bên trong. Như là việc chúng ta xem quảng cáo vậy, nếu mà ngày nào chúng ta cũng xem một cái đoạn quảng cáo như vậy thì chúng ta sẽ tự nhiên có một cái lòng tin với cả cái sản phẩm mà chúng ta xem quảng cáo cứ lặp đi lặp lại như vậy, và chúng ta sẽ dễ dàng mua hơn, chúng ta sẽ bị thuyết phục hơn. So we should have the strategy how to teach them what is the way to art of living. Và như vậy chúng ta cần có một chiến lược làm thế nào để chia sẻ, làm thế nào để bày tỏ với họ về nghệ thuật sống tỉnh thức. Emotions does not work. Chứ nếu mà chúng ta chỉ cảm thấy nhiều cảm xúc, giàu cảm xúc thì nó không có hiệu quả. Oh, you are my husband and I'm doing this, you must do this. If we do together and it's good for children, it's good for our home. Chúng ta không thể nào chơi trò chơi cảm xúc với chồng của chúng ta. Anh là chồng của em, anh phải đi học như thế này, anh phải thay đổi như thế kia thì mới tốt cho con của chúng ta, mới tốt cho gia đình của chúng ta. Drama, sentiments not work. Những kịch tính, những cảm xúc như vậy nó không có hiệu quả. Acceptance and giving space to each other and patience. Chúng ta cần học cách chấp nhận, chúng ta cần học cách trao tặng cho nhau những không gian thì cái cách này nó mới hiệu quả. Then works. And also the problem is we feel owning. My husband is mine, yes. My wife is mine, yes. My children is mine. We create the owning. This is another big wrong yes. step. Và thêm một ý nữa đó chính là chúng ta có tính sở hữu rất cao. Đây là chồng của tôi, đây là con của tôi, đây là vợ của tôi. Và đây cũng là một chiều hướng sai lầm.
We never own anyone, friends. This is real. This is reality. We must. Sometimes it's hard to digest, but this is reality. We not own anything here. Đây là một sự thật có thể khó để chúng ta tiêu hóa, nhưng mà chúng ta cần phải biết. Đó chính là chúng ta không sở hữu bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì trên thế giới này. So, that is the reason sentiment not work, drama not work, emotion not work, but wisdom works. Đó là lý do vì sao nếu mà chúng ta sử dụng những bi kịch hay là những cảm xúc thì cái điều này nó sẽ không hiệu quả. Nhưng nếu mà chúng ta dùng sự thông tuệ của mình, điều này nó sẽ hiệu quả. So wisdom means you will know how to create a strategy to teach them step by step, step by step, step by step. Even they don't know they are learning from you, but still they are learning from you. Sự thông tuệ có nghĩa là chúng ta có một chiến lược làm thế nào để mình chia sẻ với người bạn đời của mình từng bước một như thế nào, và có khi anh ấy còn không biết rằng bạn đang chia sẻ với anh ấy. That is called wisdom. Thì đây mới gọi là một sự thông tuệ. So it's so interesting, friends. First you start understanding your dimensions, you explore your inside and everything outside, relationships will be so easy, you will flow. Vậy thì đây là một điều vô cùng thú vị các bạn yêu quý. Khi mà bạn hiểu mình, hiểu về thế giới bên trong mình, thì cái thế giới bên ngoài, tất cả mọi mối quan hệ của bạn cũng sẽ chảy trôi vô cùng dễ dàng.